Thì Phật thầy Quán Thế Âm Bồ Tát là Ngài có cái đại nguyện là Ngài sẽ thỏa mãn tất cả những cái ước nguyện của chúng sanh. Thỏa mãn pháp giới, thỏa mãn đại nguyện của chúng sanh lại cũng chính là đang giúp chúng sanh nhận ra sự thật. Nếu bạn thành tâm và tin tưởng và bạn xin nương vào đại nguyện của chư Phật thì sự cầu xin của bạn chắc chắn sẽ được trở thành hiện thực. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong talk show Thức Tỉnh Tâm Hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Đan cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chương trình của chúng tôi ngày càng nhận được nhiều tình cảm hơn từ phía quý vị. Hòm thư của chúng tôi luôn luôn đầy ắp những câu hỏi, những thắc mắc mà quý vị gửi đến chương trình và mong muốn được Thầy Kim Cương khai thị. Và chủ đề ngày hôm nay được chúng tôi lựa chọn, Hà Đan tin chắc chắn rằng sẽ là một chủ đề mà được rất nhiều, rất đông đảo quý vị khán giả quan tâm đấy ạ. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng gửi lời chào tới vị thầy kính yêu của chúng ta, vị thầy luôn đồng hành cùng với chương trình, Thầy Kim Cương. Con xin kính chào thầy ạ. Chào con. Dạ thưa thầy, chủ đề ngày hôm nay được chương trình lựa chọn qua các chủ đề, các câu hỏi mà các bạn khán giả gửi đến chương trình là chủ đề hiếm muộn. Có rất nhiều khán giả cùng chung một thắc mắc là với những cặp vợ chồng hiếm muộn, kết hôn đã rất lâu nhưng vẫn chưa có em bé, thì liệu rằng có phải là do nghiệp gì của họ từ những kiếp trước không, hay chỉ đơn giản là do duyên chưa tới mà thôi ạ? Dĩ nhiên là tất cả mọi câu chuyện đều phải có ngọn nguồn nhân quả. Mà đã có nhân quả thì phải có cái sự vận hành của nghiệp rồi. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là khi mà họ hiếm muộn, họ đi xin, đi chữa khắp nơi, nhưng mà có những người chữa khỏi được, nhưng có những người lại không khỏi. Nhưng mà họ đi cầu tự, tức là đến chùa để xin, thì họ lại có con rất dễ. Vậy thì cái việc xin đấy là có thật hay không, đúng không? Dạ vâng ạ. Hay là một phép màu nào đấy, hay là do là bỗng dưng tinh trùng lại gặp được trứng thế, thế là mang thai. Dạ. Thế vậy cái việc xin đấy là thật hay không? Thì thầy xin khẳng định luôn là việc nếu mà đi chùa mà xin các Phật thầy niệm hồng danh của các ngài xin là có thật. 100%. Và có những người đưa ra quan điểm rằng là cái việc xin này là không đúng với giáo lý của Đức Phật. Thì ở đây thầy cũng muốn chứng minh luôn là nó hoàn toàn thuận theo giáo lý và quy luật của vũ trụ. Dạ, con tin chắc chắn rằng không chỉ riêng Hà Đan mà các khán giả đang theo dõi chương trình đều rất muốn lắng nghe ạ. Thế thì ta thử nói về cái sự vận hành của vũ trụ. Dạ. Đó là tất cả mọi thứ trong cái cuộc đời này, trong cái vũ trụ này, có đúng là nó phải phụ thuộc nhau để tồn tại không? Và nó phụ thuộc nhau, nó tiêu hóa nhau, nhai nuốt nhau, chuyển hóa nhau, đẻ ra nhau, vân vân. Và tạo thành quy luật sinh lão bệnh tử, có đúng không? Bây giờ con thử lấy một ví dụ cho thầy xem. Xem là những sự vật hiện tượng phụ thuộc nhau xem nào. Ví dụ như con thấy các loài động vật chẳng hạn cũng là một chuỗi thức ăn, cá lớn nuốt cá bé ạ. Đấy, và ngay việc con hít thở thôi cũng đã là phụ thuộc rồi, đúng không? Dạ vâng. Và những cái hành tinh còn phụ thuộc lẫn nhau thì đừng nói đến là những cái loài sống trên hành tinh. Dạ. Và nếu như nói rằng trong cái sự vận hành này thì ai cũng cần có một sự thỏa mãn, con đúng không? Dạ vâng ạ. Ví dụ như bây giờ con đói thì con có cần thỏa mãn cơn đói không? Dạ có chứ ạ. Nếu mà không thỏa mãn cơn đói thì chắc chắn là con sẽ chết. Hoặc là bây giờ con đang thở là con nhu cầu là tôi phải được thỏa mãn cái việc thở, đúng chưa? Dạ. Thế nếu bây giờ bảo mình dừng thở mình có chết không? Dừng được mấy phút? Dạ. Xong là chết? Dạ. Thế thì rõ ràng là tất cả mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này nó cần được thỏa mãn thì nó mới tồn tại, thì nó mới vận hành. Đấy, mà cái sự vận hành của nó thì nó lại đem đến cái quy luật là sinh lão bệnh tử. Thế thì ai là cái người nhận ra cái quy luật sinh lão bệnh tử, đúng không? Dạ.
Thế và rõ ràng trong những cái sự vận hành của cái vũ trụ này, nó vận hành và những người sống trong nó phải đúc rút quy luật của nó chứ. Đúc rút quy luật của nó để tiến hóa, có đúng không? Dạ. Thế nhưng mà để đúc rút được thì phải có trải nghiệm, phải có những mong cầu được thỏa mãn, sau đó trải nghiệm những cái mong cầu đấy rồi mới đúc rút được chứ. Dạ. Thế bây giờ nếu như mà tôi không được thở, không được ăn, không được sống thì tôi có đúc rút được cái gì trong cuộc đời nào? Thì dạ, biến mất rồi thì tôi còn đúc rút cái gì? Tất cả chúng sanh trên cõi đời này đều có ước nguyện và đều có những cái nhu cầu, đều đến từ cái quy luật của cuộc sống, tức là quy luật của vũ trụ, tức là nhu cầu phải được thỏa mãn, phải được thỏa mãn, phải được thỏa mãn. Thế thì khi mà họ đến xin chư Phật, dạ, và cụ thể là họ đọc thần chú của Phật Thầy Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Phật Thầy Quán Thế Âm Bồ Tát là Ngài có cái đại nguyện là Ngài sẽ thỏa mãn tất cả những cái ước nguyện của chúng sanh. Tại sao lại thế? Là vì khi thỏa mãn những ước nguyện của chúng sanh là đang thỏa mãn cái quy luật của cả cái vũ trụ đấy chứ. Chứ có phải là tôi làm trái cái quy luật vận hành vũ trụ đâu. Dạ. Mà tôi thỏa mãn cái nhu cầu của chúng sanh là tôi đang thỏa mãn cái nhu cầu vận hành của toàn bộ vũ trụ, chứ tôi không đi trái nó. Thế nếu như mà tôi phủ nhận những khao khát của chúng sanh thì mới là đi trái lại quy luật của vũ trụ, đúng chưa? Dạ. Thế bây giờ cái nguyện vọng của chúng sanh dù đúng hay sai thì nó cũng đến từ nhu cầu được thỏa mãn. Dạ. Mà nhu cầu đấy phải đến từ sự vận hành của vũ trụ, cho nên thỏa mãn tất cả ước nguyện của chúng sanh là thỏa mãn pháp giới. Và cái này nói ra một cách vĩ đại là sự thỏa mãn toàn bộ pháp giới, tức là sự thỏa mãn cho toàn bộ vũ trụ. Cho nên là trí tuệ của Phật rất vĩ đại, cho nên mới có những ước nguyện thỏa mãn. Thế nhưng tại sao lại thỏa mãn cho chúng sanh như thế? Nhỡ có những cái ước nguyện mà tham tiền, vâng, tham cầu danh vọng, chẳng nhẽ lại cũng được thỏa mãn? Dạ. Chính xác. Những cái ước nguyện đấy cũng được thỏa mãn, bởi vì khi thỏa mãn nó là thỏa mãn sự vận hành của vũ trụ. Mà sự vận hành của vũ trụ thì đưa đến cái gì? Đưa đến nhận thức quy luật. Có nghĩa bây giờ ông đến ông xin tiền hay ông xin có con đi, đúng không? Thỏa mãn, tạo những cái nhân duyên thỏa mãn. Thì khi mà ông được thỏa mãn xong thì cuối cùng ông có phải chết không? Có phải chết không con? Dạ có. Có phải đối diện chia ly không? Dạ có. Có phải đối diện đau khổ không? Dạ có. Thế thì khi đối diện chia ly, đối diện đau khổ ấy, thì ông có cái khao khát được thoát khỏi nỗi khổ không? Có không? Dạ có. Đấy. Thế chính vì thế thì cái sự thỏa mãn đấy là đem đến đau khổ nhanh hơn. Có đúng không? Tức là bây giờ bạn có một nhu cầu là được như thế này, được như thế khác. Dạ. Thế nếu như cái nhu cầu đấy được thỏa mãn thì là bạn sẽ trải nghiệm nó và rồi bạn sẽ thấy cái khổ nhanh hơn chứ. Và bạn sẽ đúc rút ra quy luật nhanh hơn chứ. Thế bây giờ giả sử nhá, con được thỏa mãn là tôi có một ngôi nhà to, tôi có một người chồng đẹp trai. Sướng chưa? Dạ. Thế sướng xong rồi thì con có sợ mất đúng không? Dạ con có. Ôi ôi lúc ý thì sẽ cái nỗi sợ mà phải rời xa rồi chia ly nó phát triển đến cùng tột luôn con ạ. À. Đúng chưa? Dạ. Thế bây giờ con không có cái gì hết. Thế bảo con là sợ mất cái này, sợ mất cái kia, con có cảm nhận được không? Dạ con không. Không. Thế nhưng mà bây giờ con đang có mọi thứ thì con sợ mất nó chứ. Dạ. Thì chính vì con sợ mất nó cho nên là cái sự vận hành đến cái việc là cái tư tưởng của con nó sẽ được thúc đẩy nhanh chóng để nhận thức về cái nỗi khổ, nó được phát triển mạnh hơn chứ. Đấy, con có thấy những cái người mà họ giàu có mà nói đến những cái thứ mà chia ly hay là mất mát là họ sợ lắm. Nhưng cái người chẳng có gì cả mà nói đến mất mát thì chắc họ cười. Dạ. Có cái gì để mất nữa, đúng không? Dạ. Đấy, thế nhưng mà cái người có mọi thứ thì sợ tột độ. Thế chính vì sợ thì mới khổ, mới chấp ngã. Dạ. Khổ mới chấp ngã, được đẩy lên cao trào thì mới đi tìm sự thật chứ. Thế cho nên là thỏa mãn pháp giới, thỏa mãn đại nguyện của chúng sanh lại cũng chính là đang giúp chúng sanh nhận ra sự thật, tầm cầu chân lý, khám phá để nhận ra chân lý sẵn có. Dạ. Thế cho nên là vừa rồi là Thầy đã chứng minh là cái việc chư Phật
nương vào những đại nguyện của các ngài để thỏa mãn nhu cầu của chúng sanh là thuận theo đúng chân lý. Thế cho nên là cái việc mà xin để hiếm muộn một người con là hoàn toàn có thật. Và thực tế đã chứng minh rồi. Rất nhiều người chữa khắp nơi không khỏi, nhưng mà vào chùa xin Phật Thầy Quán Thế Âm, Nam Mô Phật Thầy Quán Thế Âm Bồ Tát, thành tâm cầu xin ngày đêm là y như rằng là có con thật. Và không chỉ cái chuyện con cái đâu, rất nhiều những việc khác của chúng sanh đều được thỏa mãn đấy. Và cái điều này nhé, Thầy nói luôn là đúng đạo lý. Dạ. Nó không đi ngược với đạo lý của Đức Phật một chút nào hết. Nhưng những người mà không có cái trí tuệ để phân tích về sự vận hành vũ trụ nhé, thì họ sẽ lý luận và họ sẽ phản bác theo cái cách là tôi không tin. Thế ông không tin thì kệ ông, đúng không con? Không tin. Bởi vì là cái cách mà mình nói là mình phân tích theo cái khoa học vận hành và của chân lý vận hành nữa cơ mà. Dạ. Chứ không phải là mình ép ai tin cả. Dạ thưa thầy, con cũng nghe một số người nói là nếu mà đến chùa để cầu mong có con thì những đứa con ấy gọi là con cầu tự thì sẽ thường khó nuôi, và trong suốt quá trình nuôi nấng thì cũng cần phải thường xuyên đi lễ chùa để xin các ngài ban phước để cho dễ nuôi. Thì không biết là điều này có đúng không hả thầy? Điều này lại cũng rất đúng. À. Đấy, nhưng mà nó chỉ là một trong những trường hợp xảy ra thôi. Phần lớn những cái đứa con mà cầu để có được ấy, dạ, thì nó rất béo tốt. Ồ. Thậm chí là nó rất đẹp đằng khác. Ừ. Chẳng hạn như là bố mẹ của chúng nó thì sứt môi lồi rốn đi. Ừ. Xấu, con hiểu không? Dạ. Đấy, nhưng mà đứa con đẻ ra nó lại lấy toàn nét đẹp thôi. Ừ. Những cái nét xấu lại không có, là phần lớn là thế. Còn những cái gia đình mà đi xin rồi nhưng mà có đứa con nhưng mà nó lại khó nuôi đấy, là do cái nghiệp của hai vợ chồng đấy và cái duyên nợ của hai vợ chồng đấy đối với cái đứa bé đấy, nó cũng có những cái chướng duyên mà phải trả. Ừ. Thì cũng vẫn cứ phải trả. Dạ vâng ạ. Có lẽ là bây giờ các khán giả đang theo dõi chương trình đang rất muốn lắng nghe một thông điệp từ thầy về chủ đề ngày hôm nay ạ. Nếu bạn thành tâm và tin tưởng và bạn xin nương vào đại nguyện của chư Phật thì sự cầu xin của bạn chắc chắn sẽ được trở thành hiện thực. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Đan tin rằng thông qua những gì mà thầy Kim Cương đã khai thị cho chúng ta ngày hôm nay thì mọi người, đặc biệt là các cặp đôi hiếm muộn chưa có duyên có con, chúng ta sẽ càng có thêm niềm tin chắc chắn rằng khi nào chúng ta thật sự thành tâm thì chắc chắn tin vui sẽ đến với tất cả mọi người, phải không ạ? Và quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị vẫn còn bất kỳ những thắc mắc, những câu hỏi gì cần được thầy Kim Cương khai thị thì quý vị hãy đừng ngần ngại, hãy gửi tin nhắn hoặc để lại comment cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.